kinh hoàng lời khai của nghi phạm, siết cổ chủ nợ, rồi ném xác xuống vịnh. Biết vợ nợ 200 triệu đồng, Dũng siết cổ chủ nợ đến chết. Rồi bỏ thi thể nạn nhân trong thùng cắt tông, ném xuống vịnh Mân Quang, thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 22 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Dũng, 50 tuổi, hộ khẩu Quảng Bình, tạm trú tầng 6, chung cư CB, Nại Hiền Đông, quận Sơn Trà. Thành phố Đà Nẵng, cùng vợ là Lê Thị Phương Oanh 49 tuổi. Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 6, ngư dân nuôi cá bè ở vịnh Mân Quang. Dưới chân cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, phát hiện thi thể phụ nữ nằm sấp, tôi nổi giạt vào bè nên vớt lên. Thi thể mặc áo vải cổ tròn hoa văn cây lá, áo khoác caro dài tay, trên người không giấy tờ, nhẫn, lắc tay bằng vàng còn nguyên vẹn. Ghi nhận ban đầu, thi thể có một số dấu vết, tác động ngoại lực, tay chân bị trói bằng dây thép, túi ni lông đen bị kín đầu. Đến 9 giờ cùng ngày, ngày 21 tháng 6, thi thể được xác định là bà Văn Thị Thanh Nga, 56 tuổi, ngụ 102 Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thường cho vay tiền. 15 giờ 30 phút cùng ngày, ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng bắt được nghi phạm Nguyễn Hùng Dũng. Đang trốn tại một khách sạn, đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, do vợ vỡ nợ, trong rất nhiều chủ nợ có bà Thanh Nga. Với số tiền khoảng 200 triệu đồng, gia đình không có khả năng trả nợ, nên Dũng nảy sinh ý định, giết bà Thanh Nga để xóa nợ. Khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 6, bà Thanh Nga đến nhà Dũng, Dũng nói bà Nga, đi vào phòng ngủ của Dũng, để lấy tiền nợ. Bà Thanh Nga vào phòng, vừa ngồi xuống nền nhà, thì Dũng lấy sợi dây dù, chuẩn bị sẵn trong túi áo, siết cổ bà Nga. Dũng khai nhận, sau đó kéo sát bà Thanh Nga, dựa vào góc tường, tháo tin và sim điện thoại của nạn nhân, chạy xe máy biển số 43C1-3-1-3-5-6 của bà Thanh Nga, đem vào gửi ở một bệnh viện, sau đó ném điện thoại nạn nhân xuống sông, rồi quay về. Dũng lấy 3 triệu đồng trong túi xách nạn nhân, đưa cho vợ con đi thuê phòng trọ ở tạm, rồi dùng lấy dây thép, cột chân tay bà Thanh Nga. Bỏ thi thể nạn nhân vào thùng cắt tông. Tối cùng ngày, ngày 20 tháng 6, Dũng vẫn bình thản đi xem bóng đá, đến 1 giờ ngày 21 tháng 6. Chờ lúc chung cư vắng vẻ, thì đẩy thùng cắt tông vào thang máy, đưa xuống dưới, lấy xe máy chở thi thể, đến cầu Mân Quang. Thả xác bà Thanh Nga xuống vịnh. Tuy Dũng đã nhận tội, nhưng công an thành phố Đà Nẵng không loại trừ vụ việc đã được bàn bạc trước. Vì vậy tiếp tục khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, làm rõ tất cả đồng phạm liên quan. Cuộc ly hôn nghìn tỷ của đế chế phê Trung Nguyên làm hải quan bị vạ lây. Không chỉ quản lý thị trường mà Tổng cục Hải quan cũng đang cảm thấy khó xử bởi cuộc ly hôn ly kỳ giữa ông chủ đế chế cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Cụ thể khi làm thủ tục xuất khẩu cho các lô hàng sản phẩm cà phê mang nhãn hiệu cà phê G7, cơ quan hải quan nhận được yêu cầu tạm dừng xuất khẩu các lô hàng cà phê Hòa Tan mang các thương hiệu của công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên, Trung Nguyên do công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên và các chi nhánh của mình sản xuất. Lý do được cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu của Trung Nguyên. Trung Nguyên, chủ quyền sở hữu các thương hiệu Trung Nguyên và G7, đã yêu cầu Tổng cục Hải quan ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa do công chi nhánh công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên tại Bắc Giang sản xuất. Đây là chi nhánh do bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, quản lý điều hành. Ngoài ra, phía Trung Nguyên cũng có công văn yêu cầu cơ quan quản lý thị trường tiến hành xử lý các hoạt động bán hàng nhãn hiệu cà phê G7 trong thị trường nội địa do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sản xuất. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp, Cục Quản lý Thị trường cho rằng chưa đủ căn cứ để xác minh đối tượng sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Trung Nguyên G7 và đề nghị các bên liên quan tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ để có đủ căn cứ giải quyết vụ việc. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, phía Trung Nguyên tiếp tục có văn bản gửi Tổng cục Hải quan kèm theo văn bản trả lời của Cục Quản lý Thị trường đề nghị kiểm tra, xử lý hành vi sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu G7 Trung Nguyên đối với bà Lê Hoàng Diệp Thảo và một số cơ sở sản xuất kinh doanh. Chưa tìm ra giải pháp cho sự vụ tranh cãi, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đề nghị được phối hợp. Cụ thể, trong công văn gửi Cục Quản lý Thị trường hôm ngày 19 tháng 6, Tổng cục Hải quan cho hay cơ quan này vẫn đang áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng xuất nhập khẩu sản phẩm cà phê G7. Theo đề nghị của chủ sở hữu nhãn hiệu là công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên, căn cứ theo quy định tại luật hải quan, luật sở hữu trí tuệ,
Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị phía Cục Quản lý Thị trường chia sẻ các thông tin mới nhất. Ở thời điểm hiện tại, liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu G7 Trung Nguyên để cơ quan này phối hợp kiểm tra xử lý. Tranh chấp giữa hai vợ chồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo bắt đầu từ tháng 4 năm 2015 khi tập đoàn Trung Nguyên ra quyết định bãi nhiệm chức danh điều hành của bà Thảo tại Trung Nguyên và các công ty thành viên. Không đồng ý với quyết định này, bà Thảo liên tục kháng nghị và gửi đơn lên tòa án để khôi phục chức danh điều hành. Cuộc tranh chấp quyền lực lên đỉnh điểm. Với hàng loạt tố cáo qua lại, được nối dài với nhiều vụ kiện, đan xen chưa có hồi kết, trong đó có cả diễn biến ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo. Gần nhất, bà Thảo lên tiếng tố, bốn người điều hành thao túng quyền lực, cướp nhà máy Trung Nguyên tại Bình Dương. Đồng thời bà cho biết, ông Đặng Vũ đang bị bệnh, không thể xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, tối ngày 16 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Trung Nguyên ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chồng bà Thảo đã xuất hiện trong buổi ra mắt sản phẩm, sau đúng 5 năm quy ẩn. Sự xuất hiện của ông chủ Trung Nguyên làm nhiều người bất ngờ. Ông Vũ mặc áo khoác dài đen, quần vải trắng rộng thùng thình. Cổ quấn khăn rằn, chắp hai tay sau lưng và xưng qua, gọi những người xung quanh là những anh chị em của mình. Quy định về cơ sở chăn nuôi làm khó người nông dân. Thảo luận tại hội trường về dự án luật chăn nuôi chiều ngày 14 tháng 6 năm 2018. Nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành luật này, song đề nghị xem xét lại các quy định liên quan đến cơ sở chăn nuôi và thức ăn có chứa chất kháng sinh. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng, ngành chăn nuôi nước ta thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc, sản lượng sản phẩm chăn nuôi đã tăng gấp 2 lần trong giai đoạn từ 2005 đến hết năm 2017. Hoạt động chăn nuôi đã gia tăng về quy mô và số lượng trang trại, tạo tiền đề cho phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghiệp. Bên cạnh những sản phẩm chăn nuôi truyền thống, đã xuất hiện nhiều loại hình và đối tượng vật nuôi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng có bước phát triển lớn, từ chỗ chủ yếu sử dụng thức ăn đơn, tận dụng phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp, đến nay, Việt Nam đã có ngành sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi công nghiệp vào loại lớn của khu vực. Tuy nhiên, nhìn chung ngành chăn nuôi nước ta còn nhỏ lẻ, chăn nuôi quy mô hộ gia đình còn chiếm tỷ lệ cao, từ 60 đến 70%, nên việc đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại, phát triển chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, kiểm soát dịch bệnh và phát huy lợi thế của từng vùng còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi ngành chăn nuôi phải đáp ứng yêu cầu các sản phẩm xuất khẩu phải có chất lượng cao với giá thành hợp lý, đủ sức cạnh tranh. Do đó, luật chăn nuôi cần quy định rõ việc quản lý, phát triển bền vững của ngành theo hướng sản xuất hiện đại, theo chuỗi, chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Như So, Bắc Ninh, quy định cụ thể trong dự thảo luật hiện vẫn đang làm khó cho người chăn nuôi, có thể sẽ là cản trở sự phát triển của ngành. Nếu không có giải pháp cụ thể và đồng bộ về khoảng cách xây dựng cơ sở chăn nuôi liên quan đến hai nhóm đối tượng là cơ sở chăn nuôi mới và cơ sở chăn nuôi ra đời trước khi luật có hiệu lực. Với cơ sở chăn nuôi mới, dự thảo quy định phải cách xa chợ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí, công sở, cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi, nhà máy, khu công nghiệp, điểm dân cư nông thôn. Ông cho rằng, như vậy phạm vi về khoảng cách đã mở rộng hơn rất nhiều so với Nghị định 66. Ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ. Tuy nhiên, với thực trạng quỹ đất, sử dụng đất có hạn và xen kẹt như hiện nay, thì quy định này khó khả thi. Dự thảo luật giao Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định chi tiết về khoảng cách, mật độ chăn nuôi, song cách xa bao nhiêu, lại thiếu căn cứ pháp lý. Do vậy, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung điều kiện và nguyên tắc xác định vị trí đối với từng trường hợp cụ thể để đảm bảo tính khả thi và thực tiễn từng vùng miền. Bên cạnh đó, cũng cần xem xét trình độ công nghệ trang trại, vì nếu sử dụng công nghệ cao, xử lý chất thải chăn nuôi triệt để sẽ làm giảm tác động đến môi trường rất nhiều so với chăn nuôi truyền thống, ông So đề nghị. Với cơ sở chăn nuôi hoạt động trước khi luật có hiệu lực, dự thảo quy định, trong thời gian 5 năm, các trang trại phải giảm quy mô, di rời địa điểm đến khu vực phù hợp. Đại biểu So cho rằng, quy định này cũng gây khó cho các trang trại sản xuất giống, vì chi phí đầu tư lớn, thời gian dài. Đơn cử như để đầu tư một trại lợn giống bố mẹ, quy mô khoảng 2.000 con, mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Nếu trại giống gốc,
thì chi phí tăng thêm 30%, thời gian xây dựng từ 18 đến 24 tháng, sau đó đưa vào chăn nuôi hậu bị 6 tháng. Tính đến khi đủ quy mô đàn, thì mất 2 năm rưỡi, và phải từ 2 đến 3 năm tiếp theo, mới bắt đầu có lãi, nếu thị trường giá ổn định. Do vậy, dự thảo luật cần tách riêng, đối tượng cho phù hợp. Cụ thể, thời hạn áp dụng 5 năm, chỉ nên áp dụng đối với các trang trại nuôi lợn thịt. Còn các trang trại giống, thì áp dụng theo lộ trình, 5 năm giảm quy mô đàn, và 7 năm di chuyển, đến địa điểm phù hợp. Như vậy các trang trại, mới có thời gian để chuẩn bị, đồng thời tránh thiệt hại, và lãng phí nguồn lực. Song song với đó, nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ, cho các trang trại, phải di chuyển như, tìm kiếm địa điểm phù hợp, hỗ trợ kinh phí giảm đàn. Di chuyển nhằm giảm bớt thiệt hại, cho ngành chăn nuôi, và ổn định ngành chăn nuôi, tránh bị tác động, từ các quy định cứng của luật. Liên quan đến các quy định, kiểm soát thức ăn chăn nuôi, đại biểu Mai Sĩ Diến, Thanh Hóa, cho rằng, cần cân nhắc việc cho phép sử dụng chất kháng sinh. Theo ông, việc sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là với loại hình chăn nuôi trang trại, đã được áp dụng ở nhiều nước, tuy nhiên các nước trên thế giới kiểm soát được do họ chăn nuôi và giết mổ tập trung. Còn ở nước ta, việc chăn nuôi nhỏ lẻ và giết mổ nhỏ lẻ đang chiếm tỷ trọng lớn, thì cơ quan chức năng sẽ rất khó kiểm soát. Kháng sinh trong thức ăn, nếu tồn dư trong thực phẩm chăn nuôi, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Ban soạn thảo phải hết sức cân nhắc quy định này. Đại biểu Diến đề nghị.